Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Suối ơi có đau không của tác giả Hải Miên, trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tân xếp mấy tờ giấy này lên bàn cho gọn gàng. Đám cưới anh hai phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Mấy ngày hôm nay nhà tôi vui như mở hội, má mừng ra mặt khi thấy mấy bà hàng xóm đến chúc mừng. Căn nhà tôi ngập tràn sắc hỉ từ trong ra ngoài, nhìn đâu cũng thấy lấp lánh những niềm vui. Tôi chẳng còn mỏi chân đi xem mặt cô dâu như lúc bé, bởi cô dâu mới sắp hiện diện trong căn nhà nhỏ của tôi. Lúc sáng khi nhìn anh hai ra khỏi nhà, tôi thầm hỏi, không biết nỗi buồn bấy lâu trong anh hai đã tan chưa. Cạnh con suối phía sau ngọn đồi làng tôi là gốc lộc phừng tỏa bóng, nhành của cây vươn dài che bớt mặt trời để dòng nước lững lờ trôi. Lũ trẻ của các làng chung quanh thường đến đây vui chơi rồi trầm mình giữa những trưa hè nóng bức. Đến chiều khi đám trẻ đã kéo nhau ra về, hoàng hôn thẹn thùng buông mình xuống mặt nước một màu đỏ hoe ánh vàng, bồng bềnh như tà áo dài thước tha của má. Anh hai tôi đặt tên cho tảng đá cạnh gốc lộc vừng là đá tảng Mô-xê. Hai bảo, không ít thì nhiều, con suối nào cũng có những tảng đá chen chúc. Vì vậy, nước của những dòng sông, dòng suối đều chảy ra từ các tảng đá chung quanh, như những gì đã chép trong Kinh Thánh. Hai chọn tảng đá lớn nhất để đặt tên cho nó là Mô-xê. Nhưng tôi biết đó chỉ là triết lý của riêng hai. Lớn lên, tôi biết rõ điều ấy sai hoàn toàn. Tính hai vốn hài hước, thông minh và lanh lợi. Hai không học giỏi ở trường vì phần lớn thời gian hai bận phụ má làm những công việc của ba. Từ ngày ba mất, hai là người đàn ông trụ cột trong gia đình, cán đáng công việc nặng nhọc. Riêng ở nhà thờ lại khác, hai không bỏ sót phần thưởng giáo lý năm nào. Các cô giáo lý viên ai cũng tấm tắc khen hai khi gặp má từ đầu ngõ cho đến chợ trời. Tôi biết má hãnh diện vì hai. Hôm hai nhận được bằng khen cấp giáo phận trong lần thi giáo lý phổ thông, má mừng đến rơi nước mắt. Nhưng rồi, lần hai quyết định lên huyện học nghề, không đi tu như ước nguyện từ bé cũng làm má nhỏ lệ một thời gian. Nghe đâu từ dạo đó, hai đã yêu thầm chị Thương. Nhà chị Thương ở làng bên, cách nhà tôi bằng khu chợ Khắc Nguyên. Hai làng cách nhau không xa, nhưng khác nhau nhiều thứ xa vời. Khác biệt từ con người đến những nét phong tục, nhưng khác biệt lớn nhất là về mặt tâm linh. Làng tôi toàn người Công giáo, làng chị Thương là lương dân. Chỉ vậy thôi mà nhiều đôi trai gái không đến được cùng nhau. Con trẻ làng tôi cũng vì thế mà xung khắc với trẻ con làng chị. Bãi đất trống cạnh con suối phía ngọn đồi là chiến trường ném đất của lũ trẻ từ thời của hai đến thời tôi và cả bây giờ. Nhưng lạ thật, tôi thấy chị Thương thân thiện và xinh xắn. Chị không giống như những đứa trong làng chị mà tôi quen. Hay là vì chị thương hai nên cũng thương tôi như em chị vậy. Tôi cũng thương chị nên chẳng bao giờ có hiềm khích với lũ trẻ nghịch ngợm kia. Tình cảm của hai và chị Thương cứ êm đềm trong hạnh phúc, như cách con suối chúng tôi thường lui tới phía sau ngọn đồi vẫn chảy trôi. Sau những năm đèn sách, ai cũng có quyết định riêng cho cuộc đời. Hai và chị Thương cũng phải rời xa gia đình. Ấy vậy, không biết giữa hai và chị có ước hẹn gì không mà cả hai quyết định ở lại làng và không đi xa.
Quyết định đó của hai làm má bất ngờ đến bật khóc. Nhưng tôi không biết rõ vì sao hai lựa chọn ở lại với má và tôi. Đêm trước ngày hai quyết định lên huyện học nghề, hai nằm cạnh tôi thầm thì: thà để má buồn bây giờ còn hơn bước vào nhà chúa rồi trớ gót quay về. Lúc đó má buồn gấp trăm lần bây giờ đó Tâm. Hai không vào Sài Gòn, ở đây mà kiếm tiền, sau này mày còn có cơ hội đi xa mà học hỏi. Nói xong, hai quay mặt vào trong. Dù chỉ một cái trở mặt nhưng tôi vẫn kịp thấy mấy giọt lấp lánh nơi hốc mắt của hai. Tôi biết hai ham học, nhưng phần nào đó anh nghĩ đến gia đình và chị thương. Trước đó không lâu, lần gần nhất, hai dẫn tôi và chị thương ra con suối phía sau ngọn đồi. Hai và chị không đùa giỡn cùng tôi dưới nước như mọi khi. Họ ngồi tâm sự trên tảng đá mô xê. Tôi nghịch nước vòng quanh tảng đá, nghe rõ từng lời của chị thương. Chị sẽ ở lại làng chị cùng gia đình. Chị sẽ đi học nghề may ở nhà cô Hương phía sau chợ Khắc Nguyên. Bà má chị bảo con gái không cần học nhiều, nên kiếm một nghề ổn định rồi theo chồng cho sướng thân. Tôi nghe hết những lời chị nói nhưng không bận tâm. Chỉ thấy nét mặt hai buồn buồn, nhưng đến bây giờ tôi đã hiểu được ngọn nguồn. Phần hai, có lẽ vì yêu chị thương nhiều lắm, hai mới quyết định ở lại với má, tôi và cả chị thương. Tôi chưa đủ lớn để hiểu và cũng không thể đo được giới hạn của tình yêu sâu rộng ra sao mà người ta sẵn sàng hy sinh cho nhau như vậy. Như cách hai đang dành cho chị thương, dẫu hai không đi xa, hai không lập nghiệp lớn, gia đình tôi khó để có thể khá giả hơn, nhưng tôi lại mừng thầm trong lòng. Tôi vẫn muốn gia đình tôi sum vầy, vẹn nguyên ba thành viên. Tôi mơ tưởng một ngày nào đó, chị thương cũng xuất hiện trong căn nhà nhỏ bé của tôi. Tuy nhỏ, tuy nghèo nhưng vẫn đông đủ một chòm hạnh phúc. Một hôm, hai trở về nhà khi toàn thân ướt sũng, nước mắt vẫn nguyện cùng mưa, không nói một lời nào. Hai chạy ra mảnh vườn con, nhìn về phía ngọn đồi rồi hét thật to như để trút bỏ nỗi buồn. Khi nỗi buồn vừa tuột ra cửa miệng, những giọt mưa kia liền dùi nỗi buồn xuống đất rồi dẫn theo dòng suối trôi đi. Nhưng chuyện của hai đâu đơn giản vậy. Mưa tạnh, nước đọng lại thành dũng trong khoảng sân, nỗi buồn kia vẫn đọng lại trong lòng hai, đọng mãi, đọng hoài chẳng biết lúc nào dời. Vài hôm sau ngày mưa ấy, khi mọi thứ đã ổn, tôi nép mình trong phòng nghe hai hỏi má: má có yêu thương thương không? Má bằng lòng để con được quen thương chứ? Má ậm ừ rồi gật đầu. Hai bảo ba má chị thương không muốn chị quen hai. Họ nói gia đình tôi nghèo và họ không muốn chị thương theo đạo. Hai biết chị thương cũng thương hai, nhưng chị nặng chữ hiếu với gia đình. Chiều mưa hôm ấy, chị thương muốn hai quên chị đi. Chị khuyên hai tìm một ai đó làm hai hạnh phúc hơn. Nhưng đâu dễ chị thương. Chị biết hai yêu chị nhiều lắm mà. Người ta thường nói, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tôi không hiểu sao gia đình chị thương lại khắt khe như thế. Nếu thương chị, ba má phải cho chị chọn con đường hạnh phúc chứ. Quả thật, tôi không thể hiểu hết mọi chuyện của cuộc sống và của cả người lớn. Buổi sáng mấy tuần sau đó, tôi ra chợ phụ má bán xôi như mọi khi. Điều hai lo sợ cũng đến. Người ta bảo chị thương đã đi xa, nghe đâu đi học thêm ngôn ngữ để cưới chồng ngoại quốc. Dịp đó ra chợ, đâu đâu cũng nghe có gia đình làm tờ giấy kết hôn giả cho con đi Mỹ. Gia đình khác lại xôn xao kiếm được mai mối cưới chồng Hàn Quốc, Đài Loan.
tôi không thể tin vào những chuyện vừa lọt vào tai mình. Nhưng nghĩ đến thực tại làng tôi lúc ấy, tâm trí tôi phải mường tượng đến cảnh chị thương khăn gói đi xa. Tôi chợt nhớ tới chiều hôm trước, tôi đã gặp chị trên đường phía con suối trở về. Chẳng lẽ chị muốn giả từ những thứ thân thuộc sẽ trở thành hoài niệm trong lòng chị? Nghĩ đến đó, tôi vội chạy về nhà báo tin cho hai. Nhưng anh đã lên huyện từ lúc sớm. Nhìn căn nhà cô quạnh, tôi bật khóc ngon lành. Chiều về, nghe tôi kể đầu đuôi, hai buông chiếc cặp đựng đồ điện xuống đất. Mấy thứ vật dụng tung tóe như tim hai nát ra thành từng mảnh. Đau, đau lắm phải không hai? Hai bó chạy thật nhanh về phía chợ, chỗ có con đường rẽ lên nhà chị Thương. Nhưng có chạy nhanh như thế nào cũng không kịp đâu hai. Tôi đã dạo qua nhà chị cả sáng nay. Chị đi thật rồi. Thật rồi hai ơi. Mới đó mà chị Thương rời làng để cách xa hai và gia đình đã gần 2 năm. Sau ngày chị đi không lâu, hai cũng lên huyện làm việc, ít về hẳn dưới này. Hai không nói gì nhưng tôi hiểu. Hai sợ kỷ niệm, sợ những hình ảnh quen thuộc của làng quê làm hai nhớ người ta da diết. Mấy phen tôi bạo miệng hỏi hai chuyện tình cảm, nhưng hai chỉ lờ đi. Tôi dám chắc hai vẫn chưa quên được chị Thương. Sáng nay tôi nghe mấy bà ở chợ bàn tán chuyện người ta sẽ làm đập chắn nước phía con suối sau ngọn đồi, đúng chỗ lũ trẻ chúng tôi vẫn thường lui tới. Tôi buồn cách lạ lùng, bởi tôi biết mình sắp mất đi những kỷ niệm của tuổi thơ, nơi mà tình yêu của hai và chị Thương chớm nở, đơm bông. Chiều đến, tôi nhận được dòng tin nhắn của người lạ bảo rằng có một bí mật được chôn dưới gốc đá mô xê cảnh gốc lộc vừng. Tôi đoán được người gửi dòng tin nhắn ấy là ai, nên vội đạp xe đạp ra con suối phía sau ngọn đồi. Nơi bãi đất trống gần đó, máy ủi, máy múc đã sẵn sàng. Vậy là chuyện làm đập nước là có thật. Có lẽ chị Thương vẫn giữ liên lạc với một ai đó ở quê, nên chị biết được tin xây dựng dự án này. Nhưng vui hơn cả là chị vẫn còn quan tâm đến hai và gia đình tôi. Tôi dùng tay bới thật sâu rẽo đất nhỏ ngay hốc đá. Cây lộc vừng nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi, như hiểu được điều gì sắp xảy đến. Đất cát vung vãi để lộ một bon nhỏ không chứa nước. Tôi kéo dần mảnh giấy được cuộn tròn bên trong. Hưng mến, phải khó khăn và suy nghĩ nhiều lắm, Thương mới quyết định ra đi, rời bỏ Hưng. Gia đình và làng quê khiến Thương đau xót lắm. Nhưng Thương muốn ba má chấp nhận lựa chọn của Thương. Thương sẽ về, Hưng ráng đợi Thương. Đó là chuyện tình cảm của hai, nhưng sao lòng tôi lại bâng khuâng? Tôi muốn gào thét thật to, nhưng bàn tay vẫn khẽ run run. Tôi không biết mình phải khóc hay cười với những điều đang diễn ra trước mắt. Chị Thương, hai, con suối nhỏ và cả kỷ niệm cứ thay nhau rượt đuổi trong tâm trí tôi. Tôi lặng đi một hồi lâu rồi nhìn dòng nước vẫn an yên chảy. Con suối đâu biết nó sắp bị người ta đào xới thân thể để làm điều họ muốn. Theo dự án, con suối này sẽ thành đập lớn, người ta sẽ xẻ thịt, chấp đá, ngăn dòng và chặn nước chảy trôi. Tôi hỏi, suối ơi, có đau không? Nhưng tôi chỉ nhận lại sự im lặng. Có lẽ suối sẽ đau như lòng người từng đau vậy. Tình cảm của hai và chị Thương sẽ ra sao? Tôi chưa thể biết được chuyện gì, nhưng thật lòng tôi mong tình cảm của hai và chị Thương sẽ ổn. Không tức nước mà dỡ đập hay phải chịu đốn hạ như gốc lộc vừng cố thủ rủ rượi kia. Tôi lên xe ra về, đầu suy nghĩ sẽ nói gì cùng hai.
Giữa mông lung ý tưởng, tôi chợt thấy hình ảnh con đập giống có nước tràn qua hiện lên. Vậy là tình cảm của hai và chị Thương vẫn còn hy vọng. Bởi dù ít thôi nhưng nước vẫn còn chảy qua. Tôi nhìn về phía xa xa, lòng chợt dâng lên một niềm mong mỏi nhỏ nhoi. Trên nhành cây đơn chiếc của tán cây tùm, một tổ ong đang hạnh phúc quấn quýt bên nhau. Tân ơi, giúp hai một tay. Tiếng anh hai từ bên ngoài vọng vào khiến tôi giật mình. Tôi gấp vội mấy trang giấy rồi đặt vào góc bàn. Đó là câu chuyện tình yêu của hai mà tôi đã viết cách đây 2 năm sau lần nhận được lá thư ngắn gọn của chị Thương. Bây giờ, chị Thương đã trở về với chúng tôi sau lần anh hai kịp đưa ba chị Thương lên bệnh viện huyện vì tai nạn ở Dầu Dĩ rồi lui tới săn sóc nhiều hơn. Ba mẹ chị đã hiểu được tình cảm của hai, thứ tình cảm chân thật, không chỉ dành riêng cho chị Thương mà còn dành cho người nhà của chị, nên họ chấp nhận để cả hai đến với nhau mà không ràng buộc điều gì. Con suối phía sau ngọn đồi làng tôi cũng không bị người ta đào xới, nó không phải đau xót như tôi từng hỏi han. Dự án đập nước đã bị hủy vì thiếu tính khả thi. Tôi vui vì tất cả những điều ấy. Tôi sẽ viết tiếp đoạn kết để câu chuyện tình yêu của anh và chị trở nên trọn vẹn. Đó là món quà nhỏ tôi dành cho hai người trong ngày vui trăm năm. Nhìn anh chị khoe với má mấy bộ đồ cưới vừa mang về, tôi thầm cảm ơn Chúa trong lòng. Ngài đã yêu thương và ban cho chúng tôi đủ một chòm hạnh phúc sau những sóng gió của tình yêu. Nhìn hai nói cười, tôi biết nỗi buồn trong hai đã tan thật rồi. Niềm đau trong lòng chắc cũng đã vơi đi như con suối phía sau ngọn đồi. Phải không hai?